Mến chào nhà mình tiếp tục đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ và một clip mới nhất vào buổi trưa của ngày 3 tháng 5. Thì đến với buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em muốn sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp, quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc trong sinh một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì bên em cũng lên cho cả nhà mình khoảng là 15 đến 16 tác phẩm ha. Thì cả nhà mình xem được thì nhớ cho em xin một like nha và một lượt đăng ký kênh ha, để có thể có cơ hội giới thiệu thêm cho cả nhà mình sản phẩm tiếp theo nữa nha. Một ngày thì lên một clip, một ngày thì em lên 2 clip nha. Và một clip thì giới thiệu cho cả nhà mình khoảng từ 15 đến 16 tác phẩm thôi. Cả nhà mình muốn xem thêm nữa thì các bạn nhớ đăng ký kênh giúp em ha. Để em lên những clip tiếp theo thì các bạn cũng thể xem được nha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay để giới thiệu cùng mình. Và mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một tác phẩm là Quan Âm Tự Tại nha. Đây là một hình ảnh một tượng mẹ Quan Âm ngồi, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha, ở dưới là những hình ảnh là vách đá nha. Đó, rất là hay nha. Ở trên là có quyển sách ha, và nữa là có cái bình cam lộ nhỏ ở đây nữa nha. Tại vì trong lúc quay thì em không có bỏ vào ha. Chiều cao tổng thể là của cái tượng này là tầm khoảng là 45 cm nha cả nhà mình nha. Và bề ngang của tượng là tầm khoảng là 32. Đó, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Quan âm tự tại ha. Tượng này là trọng lượng là khoảng là 10 trọng lượng của tượng. Đó, trọng lượng của tượng là khoảng 10 kg rưỡi. Đây. Cái hào quang này là gời mình có thể lấy gời ra được nha. Mình gắn vào ha. Đó, tượng bằng đồng, rất là đẹp. Đây cả nhà mình xem. Đây là mã số 1 có trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ của em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây cả nhà mình xem nha, xem tượng ha. Tượng này thì thôi khỏi chê nha. Cái hào quang này khi mình để cố định tượng á thì mình sẽ đính cái hào quang này lại cho nó ngay thẳng lại ha. Đây cả nhà mình xem. Và tượng này thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình mã số 1 trong ngày hôm nay. Đó, mã số 1 ngày hôm nay là tượng mẹ Quan Âm chất liệu bằng đồng. Thì tượng này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 4.300.000, 4.300.000 cho mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây mã số 1. Tượng này rất là lớn nha cả nhà mình nha. Rồi và tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì bên em giới thiệu cả nhà mình cũng là một tượng nữa nha. Đây là tượng Đại Thế Chí Bồ Tát. Phía sau là có hào quang luôn. Đây cả nhà mình xem ha. Đó, phía sau là cũng có một cái miếng hào quang để mình dựng lên ha. Chất liệu bằng đồng và tượng này cũng là 10 kg rưỡi luôn. Đây cả nhà mình xem nha. Đó, tượng này cũng là một miếng tượng rất là hay mà bên em sưu tầm được, cái quay lên gửi đến cả nhà mình ha. Đây quay lại gần cho mình xem nha. Và tượng này tổng trọng lượng cũng 10 kg rưỡi. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 45-46 cm nha. Bề ngang của tượng là tầm khoảng là 20-26. Chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 2 trong ngày hôm nay. Rồi đem quay một vòng phía sau cho mình xem ha. Đây là phía sau của tượng này. Đây là cái hào quang này gời ha. Hào quang này gời mình có thể tách gời được nha. Ở trên này là có cái chuyện đây. Đây là mã số 2 có trong video hôm nay. Một bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cái nhà mình ha. Đó, và mã số 2 bên em cũng có giá giao luôn cái nhà mình 4.300.000 luôn. Cái nhà có nhu cầu sưu tầm tượng này thì báo giúp em ha. Tượng này rất là đẹp nha. Đây là mã số 2 có trong video ngày hôm nay. Rồi thứ hai, mã số 3 thì hôm nay bên em có về được một cái hộp nha. Đây cả nhà mình xem nha. Đây một cái hộp vuông ha. Đây là một cái hộp nha, cái tích là tam quốc. Đây cả nhà mình xem ha, một cái hộp vuông, cái tích là tam quốc nha. Và cái hộp này đặc biệt, cái hộp này được khảm bốn mặt hết nha, khảm ốc sa cừ ha. Đây là một mặt bằng gỗ gõ, đây mặt này cũng khảm luôn nha, ở mặt bên ha và mặt trước nè. Đây là một tích là tam quốc nha, ốc lên màu thời gian rất là đẹp. Đây cả nhà mình xem ha, bằng gỗ gõ nha. Đó, cái hộp vuông như thế này, mở trong ra. Đây phía trong ha, đây là phía trong đây. Rồi phía trong bốn cái vách phía trong cũng có chạm chữ luôn ha, tình trạng là còn lên tích như cả nhà nha. Gỗ gõ đây, mình đậy lại như vậy. Đây là một cái hộp ha, một cái hộp vuông gỗ gõ. Và đường kính là khoảng là bề ngang là khoảng 28 nè, khoảng là 28 vuông nha. Và chiều cao tổng thể là 12. Rồi một cái hộp trà bằng gỗ gõ như thế này, bên em có giá giao luôn cả nhà mình 3.800.000. 3.800.000 bên em bao luôn phí vận chuyển cho mình ha. Đó, một cái hộp bằng gỗ gõ nha, hộp vuông ha. Đây là mã số 3 trong video hôm nay. Rồi mã số 4.
Mã số 4 thì hôm nay em có được một cái ủ trà bằng gỗ gõ luôn. Đây được khảm trên đây. Đây cả nhà làm xem ha. Được khảm ốc. Rất là đẹp nha. Để em quay gần cho mình xem ha. Đây mặt bên đây. Rồi dở cho mình coi trong ha. Đó. Một này là một cái hũ trà ha. Đây được khảm ốc trên đây. Đây cả nhà làm xem. Bằng gỗ gõ nha. Đó, đậy lại. Rồi sau đây em đo chiều cao cho mình xem ha. Và cái này chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể là 22 cm. Rồi bề ngang là tầm khoảng là 10-15. Đó, chất lượng gỗ gõ ha. Và một cái hũ trà gỗ gõ như thế này. Bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.200.000, 3.200.000. Bên em bao luôn phí vận chuyển cho mình ha. Đây là mã số 4. Theo mã số 5. Mã số 5 trong ngày hôm nay là một cái khay. Đó, đây là một cái khay. Đây là một cái khay vuông đây cả nhà mình xem ha. Một cái khay khảm ốc xà cừ nha. Đây cả nhà mình xem ha. Đây ốc trên đây khảm rất là đẹp. Rồi phía trong ha, mặt trong này cũng khảm nữa ha. Bằng gỗ gõ luôn nha. Đây là mã số 5 trong video ngày hôm nay. Và chiều dài là khoảng là 35. Rồi bề ngang là có khoảng là 19, gần 20 cm ha. Đây được khảm đây. Và cái khay này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 3 triệu đồng ha. 3 triệu đồng cho mã số 5. Có trong video ngày hôm nay. Một bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Khay mã số 5. Rồi thế này mã số 6. Mã số 6 thì hôm nay em còn được một cái cháp nha. Đó, cái cháp được khảm cái tích là phúc lộc thọ. Đây cái cháp đây. Cái nhà em xem ha. Được khảm phúc lộc thọ nha. Trong ha. Rồi. Cái nhà một cái cháp lục giác khảm là phúc lộc thọ. Đây cái nhà em xem đây. Đó rất là hay nha, khảm ốc phúc lộc thọ ha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 15. Rồi cái cáp bề ngang ha, đường kính là khoảng là 27. Rồi chất liệu là bằng gỗ gõ. Và một cái cáp như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 3.500.000. 3.500.000 đó, 3.500.000 cho mã số 6 có trong video ngày hôm nay. Mã số 6 nha. Rồi tiếp theo mã số 7 thì hôm nay mình đang giới thiệu cả nhà mình còn được một con đại bàng như ý. Đó, tổng trọng lượng là khoảng 8,5 kg. 8,5 kg cho một con đại bàng như ý như thế này. Đây cả nhà mình xem nha. Mã số 7, một con đại bàng như ý ha. Chất liệu bằng đồng. Con này là 8,5 kg nha cả nhà mình nha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 40-45,5. Rồi bị ngang tầm khoảng là 37. Chất liệu bằng đồng. Và một con đại bàng như ý như thế này. Ở bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một con đại bàng như ý ha. Chúa tể bầu trời nha. Đây là ảnh hai cái gậy như ý nè. Con này có giá giao lưu cả nhà mình 4,5 triệu. 4,5 triệu cho mã số 7. Có trong video hôm nay. Ở bên đồ cổ Cần Thơ có em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một cái đỉnh. Đây một cái đỉnh là tổng trọng lượng khoảng 1,8 kg nha cả nhà mình nha. Đây là một cái đỉnh như ý. Đó, tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg. Để quay một vòng cho mình xem ha. Đó khoảng 1,8 kg cho cái đỉnh như ý như thế này. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 30 cm. Rồi bề ngang tổng thể là khoảng là 16. Chất liệu bằng đồng. Đó vào cái đỉnh như ý như thế này. Đây bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh như ý như thế này 1,900,000 nha. 1,900,000 một cái đỉnh như ý rất là đẹp của hàng hôm nay. Đây là mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì là một cặp tỳ hưu rất là to, tổng trọng lượng là khoảng 5 kg cho một cặp tỳ hưu như cặp tỳ hưu tiền. Đây cả nhà mình xem nha, đây là một cặp tỳ hưu tiền ha. Đó, cặp này khoảng 5 kg chất liệu đồng.
quay một vòng mình xem ha, hai bên này. Phía đuôi là ảnh gậy như ý nha các nhà ha. Và chiều dài tổng thể. Chiều dài tổng thể là tầm khoảng 26 cm, rồi chiều cao là tổng thể là khoảng là 19. Đó, chất liệu đồng. Và một cặp tỳ hưu như ý như thế này. Tỳ hưu tỳ như ý ha. Có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó, một cặp to như thế này là 2.800.000. 2.800.000 là mã số. Mã số 9 có đồng hơn này. Bên em giới thiệu cùng cái nhà mình ha, mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 một cái nải chuối bằng đồng nha. Một cái nải chuối bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng gần 2.7 kg. 2.7 kg cho một cái nải chuối như thế này. Để cả nhà mình xem nha, một cái nải chuối ha, nải chuối bằng đồng. Đây, 13 quả. Rất là dày. Nặng nha. Phân 1908. Một cái nải chuối như thế này. Đó. Và cái nải chuối như thế này thì bên em có giá giao luôn với cả nhà mình, một cái nải chuối như thế này ha, rất là dày dặn nha. Đây cái này ha, có giá giao luôn với mình là 1.600.000, 1.600.000 cho một cái nải chuối đồng ha. Bên em bao luôn phí ship cho mình nha, bao luôn phí ship cho mình ha. Đây là mã số 10 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 ngày hôm nay em có được một cặp bình, một cái cặp bình bình sen. Đây cái này mình xem nha, mã số 11 một cặp bình sen ha. Đó, một cặp bình hoa sen. Tổng trọng lượng của nó khoảng 1 kg thôi nha cái nào nha. Và cặp này chiều cao tổng thể là khoảng là 16 cm, rồi đường kính miệng là khoảng là 4.5 nha. Chất liệu đồng cũ rồi ha. Đây cái này mình xem. Đầy đế đây ha. Rất là dày, rất là liền lạc nha. Và một cặp bình như thế này. Cặp bình sen ha, hoa sen. Đó, một cặp nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là hay. Cặp này thì bên em có giá giao luôn cả nhà mình 1.300.000 thôi nha. 1.300.000 ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Đây là số 11 có trong video ngày hôm nay. Rồi, thứ hai là số 12. 12 là còn được mã số 12 là một cái bát nhang. Có tổng trọng lượng là khoảng 1.1 kg nha cả nhà nha. Cái bát nhang nè, cái bát nhang này nè. Hai bên là có hai cái bọm. Chuyện ha. Đây. Rất là dày. Và cái bát nhang như thế này có chiều cao tổng thể là khoảng là 9 cm, rồi đường kính miệng là khoảng 7.5. có giá giao luôn với cả nhà 1.200.000 cho cái bát nhang nhỏ này ha. Bát nhang này nha, mã số 12 có trong video hôm nay. Mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là em có một cái bình gồng. Đó, một cái bình rất là đẹp cho mã số 13. 13 là hình ảnh là con rồng nè, các nhà xem ha. Bên đây là con ảnh con voi ha. Đó. Cổ cao, dáng cổ cao ha, khoảng 1 kg. Và chiều cao tổng thể có cái bình này rơi vào khoảng là 21 cm. Rồi bề ngang có khoảng là 15. Chất liệu đồng. Và một cái bình rất là đẹp độc lạ như thế này. Đây, các nhà xem ha. Bên em có giá giao luôn các nhà 1.200.000 nha. 1.200.000 ha. 1.200.000. Cho mã số 13. Có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 14 là một cái ấm bát tiên. Đó, cái ấm bát bát tiên ha. Cái ấm bát tiên có 80 tiên trên đây. Đây các nhà cùng xem đây, có 80 tiên ha. 80 tiên, ấm bằng đồng. Ấm đồng bát tiên. Rồi. Ấm này quay này cũng bằng đồng luôn nha các nhà ha. Cái này chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 15. Rồi đường kính ngang là tầm khoảng là 12. Rồi cái này có giá giao lưu với cả nhà mình một cái ấm bát tiên ha. Có giá giao lưu cả nhà mình là 900.000 nha. 900.000 cho cái ấm bát tiên. Ở mã số 14 có trong video hôm nay nha. Mã số 14 ha. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 hôm nay là bên em còn được một cái bộ chuyện. Có 12 cái ấn. Có 12 cái ấn, 12 con giáp. Để cả nhà mình xem ha. Đó, bộ này là khoảng 1.2 kg nha. Có 12 cái ấn nha. Một bộ ấn 12 cái ấn, 12 con giáp trên đây. Chất liệu đồng cũ. Đây cả nhà mình xem ha, mở cái ấn nè. Và một bộ như thế này. Đây cả nhà mình xem nha. Đây là giống như con heo nè. Con này giống như là con chuột nè ha. Đây mặt ấn đây ha, chất liệu đồng. Đây là mã số 15 trong video hôm nay. Và mỗi cái đường kính là khoảng là 3.5. Và chiều cao cũng khoảng 3.5. Có giá giao luôn cả nhà mình một bộ ấn 12 con giáp của ngày hôm nay. 12 cái. 1.200.000 thôi nha.
cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ giúp em ha. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em bộ này nha, bộ ấn 12 cán 12 giáp. Đây là mã số 15. Và tiếp theo mã số 16 cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Em có một cái chảo chất lượng đồng, có tổng dung lượng khoảng 1,6 kg. Cái chảo đồng. Đây cả nhà mình xem nha, cái chảo bằng đồng. Và đường kính ngang khoảng là 21,5 và chiều cao là khoảng 7 cm. Chất lượng đồng và cái chảo như thế này. Có giá giao lưu với cả nhà mình một cái chảo đồng ha. Đây một cái chảo, chảo đồng như thế này. Có giá giao lưu với cả nhà mình 1,1 triệu nha. Đây cũng là số cuối cùng trong video hôm nay. Và bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.